giấy tai là một cái chất mà do cơ thể nó tiết ra, gồm có các cái axit béo, cái da của ống tai, chúng quyện thành một cái chất mà ta thường gọi là giấy tai. Vậy thì giấy tai là một cái chất rất là bình thường trong ống tai, chúng ta cũng không quá lo lắng. Việc giấy tai sử dụng cái que tăm bông, cái đầu tù để lấy thì đôi khi nó cũng ra, nhưng mà nhiều trường hợp thì cái đầu tù của tăm bông lại đẩy cái giấy tai vào sâu hơn. Do đó là một thời gian thì làm cái tai nó bị tắc nghẽn lại, đầy cái giấy tai ở phía trong chứ không lấy ra được. Vậy thì ta giải quyết trường hợp này như thế nào? Thì tốt nhất là ta nên đến bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Các bác sĩ sẽ khám và hướng dẫn cho cái cách lấy. Cách lấy tốt nhất thì sẽ nhỏ nước muối vào trong cái ống tai. Ta nghiêng một lúc thì cái nước muối nó mềm, làm mềm ống tai ra, làm mềm cái giấy tai ra. Và sau đó thì bác sĩ sẽ dùng cái ống hút nhỏ, hút nhẹ nhàng lấy cả cái cục giấy tai ra mà không gây đau đớn gì. Rất là nhiều trường hợp chúng tôi gặp là khi bệnh nhân thay xe bằng cái tăm bông, dẫn đến là những chấn thương, rồi dẫn đến là nhiễm trùng, nhiễm vi trùng, nhiễm nấm, làm cho cái ống tai nó bị tổn thương. Do đó nên hạn chế là sử dụng tăm bông để mà lấy giấy tai cũng như là ngoáy tai hàng ngày. Đây là một cái thói quen mà theo tôi là không tốt.